Em cuộc sống thực tế, xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ nha. Hôm nay em có một con Way A đời 2022, xe đi lướt nha anh em. Con xe này giống như con xe mới vậy anh em à. Người ta cũng ít đi lắm, mới có mấy ngàn cây à. Anh em về anh em đổ xăng là anh em đi thôi. Xe là vỗ trước vỗ sau là nguyên zin. Nói chung xe này em cũng sang cho anh em, giá cũng mềm thôi. Anh em về anh em đi cày đi bừa là cũng ok ha. Máy thì là bao bốc luôn nha, vẫn biết được có đầy đủ nha, tại em tháo nha nha anh em, cuộc còn này kia bánh rồi, nói chung là còn mới chát luôn. Rồi để em quay chi tiết cặn kẽ để anh em xem, anh em tham khảo ha. Con này thì em bán với giá là 11 triệu 500 ngàn nha anh em đó. Anh em nào thiện chí thì cứ lại đây coi ha. Trước tiên thì em quay cái đồng hồ trước nha. Xe này lúc trước là em lấy là mới có 7 ngàn nha anh em đó, em chạy lòng vòng nay là được 13 ngàn. Bữa em lấy con này là có 7 ngàn thôi. Nói chung là xe này là như mới anh em mà, như mới rồi, vẫn biết là nó có đầy đủ nha anh em. Đây là quay xuống cho anh em coi ha, bình xăng đồ là VG. Này em chưa có rửa nha anh em, này phục của nó này chưa có chạy chùi gì nha anh em. Anh em về là anh em gắn lên, là anh em đổ xăng là anh em đi ha. Vàng bạc còn còn cực đẹp luôn á, ốc là anh em coi là con ốc là anh em biết rồi. Đó, 7 màu hả, chưa có rửa nha anh em, xe này là em chưa có rửa đó, chưa anh em coi câm đùm nền là zin hết. Con này ngày mai nữa em rửa là ok đó. Quay ở dưới để anh em coi ha. Con này 11 triệu 500 nha anh em. Như xe mới anh em về anh em đi cày bừa là ok ha. Ốc tán là cực đẹp luôn nè, 7 màu hết. Dơ thôi anh em, tại bữa giờ em đi vòng vòng đó, dơ thôi, nay xe quá trời chặt nhà hết luôn anh em ơi. Còn con ở ngoài là con QA 216. Con này 25. Máy cọp ha, xe này cọp lắm, nhìn chân bạc ghê không nè. Máy hơi khỏi hơi bàn, ốc còn 7 màu á. Cầm máy 100 này là siêu bền luôn nè. Tán là 7 màu nha con này. Giao lưu với anh em chính chủ nha anh em. Em ký ủy quyền trọn đời cho anh em đi luôn đó. Còn em múc hồ sơ thì anh em nhờ ha, xe chính chủ mà. Con này giao lưu với anh em là 12 triệu ha. Có bớt lọc lá để anh em chơi ha. Đây. Vario Vision, xe điện luôn nha anh em. Còn con này thì xe nhà em đang dọn nha anh em. Đang để cái bô, anh em nhìn cái bô bị nổi luôn nè anh em. Đó, bô cực đẹp. Con đó thì em đang vô bánh mâm nha, em vô bánh mâm ba đao đi chơi nha anh em. Chân em đau rồi, em hơi cầm nó hơi quơ. Tiếp tục nè. Chung xe này anh em mua về là như xe mới anh em ơi, ta đi lướt mà về là cứ đổ xăng lên chạy thôi, cực kỳ mới luôn. Máy móc thì khỏi phải bàn, máy móc thì cực êm luôn. Em thì cũng vô chi tiết anh em rồi, xe này thì giờ chỉ là quan trọng là giá cả thôi, chứ độ mới nó anh em cũng biết rồi. Xe mới đi có 13 ngàn à, 13 ngàn thì như đi lướt rồi anh em. Anh em về anh em chỉ lấy lên đi cài thôi nha. Giao lưu với anh em là 11 triệu 500 ngàn ha. Xe mới giờ cũng 21 22 triệu rồi anh em nha. Anh em mua xe này anh em đỡ tiền đi mua xe mới ha. Vẫn biết là em có hết đó nha anh em, tại em tháo ra em quay ở trong chi tiết để này, anh em coi đó. Này, đi ra rồi nó còn zin hết cho 5 tháng. Giờ em trước tiên thì em chia sẻ con này trước đi, rồi mai em sẽ chia sẻ con quay này. Con này nếu mà được thì em cũng rã luôn nha anh em, với anh em không chơi em rã luôn. Xe này em đang đứng ủy quyền nha, anh em nào mà chơi thì em ký ủy quyền cho anh em luôn. À, con này thì đang 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 đứng ủy quyền là một, thì anh em cứ mua thì em ký ủy quyền cho anh em đi 20 năm, ký ủy quyền cho anh em 20 năm anh em đi thoải mái luôn.
Còn chẳng hạn em review anh em không chơi, em rã luôn nha anh em. Em rã luôn xe 215, 216, QA máy 100 nha anh em. Nó giống như máy Alpha mình, nhưng cái xe này người ta đi mới có mấy ngàn, 20 ngàn gì à, đi lướt mà anh em. Máy cọp dữ lắm cọp, máy game ru à. Có vàng bạc này, vậy là anh em đã hiểu rồi, vàng bạc. Chung là xe này ta đi, ta sáng đi làm chiều đi về công ty mà anh em, ta làm công ty. Đó. Con này thì nói chung là nó như xe mới nữa. Anh em mua về là đổ xăng là anh em đi thôi. Em cũng chi tiết cho anh em coi ha. Cứ anh em nào ưng thì cứ alo cho em ha. Đó, quay. Còn bên đây là em dọn ha, đang xong gần xong rồi anh em. Con này lâu rồi cũng không có review anh em coi. Xe này xe em đang dọn nha anh em, đang dọn 99 ha. Em đang vô bánh mâm ba đao, em dư cặp cặp bánh này nè anh em. Anh em nào xài thì cứ alo cho em ha, rất là đẹp ha. Cặp bánh này là cặp bánh mới nha anh em, cặp bánh nói chung là cặp bánh mới, cầm đồng liền Gucci ha, chứ không có Giam Gucci ha. Này đúng hãng Honda nha anh em, cặp bánh này anh em nào xài cặp bánh này em để 1,6 triệu nha anh em. À, cặp bánh này hồi bữa bạn em nó vô cặp bánh này là 2 triệu mấy anh em, 2,2 triệu. Nó giờ anh em lấy em nhổ nó là giống như là cái quay 125 rồi mới mình giờ nó vô nè, câm đồ này anh em coi câm nè, nó không dư chân găng luôn nha anh em, từ cây luôn nha. Thì nó cho đại đi em bán giá như cặp bánh của Alpha đi đó, anh em về anh em xài đúng mặt bánh hãng luôn, phục phục mới của hãng luôn, đáp 2023 luôn anh em thấy không. Nói đang dọn con này nè, chờ bình 99 toàn cũng mới chịu này. Vô thôi khỏi với bàn. Con này thì em đang dọn màu đỏ nha anh em, đỏ bánh mâm ba đao, mâm ba đào bánh ngày xưa đó nè. Hai con video thì em quay có hơi dài, mong anh em thông cảm ha, để em quay chi tiết cho anh em coi ha. Mở đèn lên cái bán đồ này dơ thôi anh em, đi em chưa có rửa dơ thôi anh em, rửa cái là đẹp anh em, dơ thôi chứ cái gì đó. Thôi chồng nói thì giống như xe mới rồi anh em, khỏi với bạn giờ thôi anh em, móc bán là 7 màu hết nè anh em coi nè ha, 7 màu hết. Sáng nay em sẽ rửa rửa sạch sẽ hết anh em. Máy móc thì 110 bao nhẹ ha, nói chung xe này này giống như xe đi lướt là em nói anh em cũng hiểu rồi, xe mới đi mấy ngàn à, bánh trước bánh sau chưa mở luôn, mới tăng sơn lần đầu thôi đó anh em, xe này mới tăng sơn lần đầu thôi, mới bảo dưỡng 10 ngàn đổ nhớt 2 lần á, từ trong hãng dẫn ra đổ nhớt 2 lần á anh em, nó có chốc chốc này xíu nè anh em, về anh em dặm lại ha, mình có sao nó vậy ha, đó, chốc chốc nhẹ này cái anh em về anh em xài. Cái xe mà Honda mình sau này anh em thì nó dễ bị chốc lắm, nó phải như quay thái của mình ngày xưa, mấy chiếc quay thái của mình ngày xưa thì nó không có, nó khó chốc lắm, nên xài anh em xài lâu nó mới chốc, còn đời sau này giờ là anh em đi chừng cây 2 cây mưa là chốc hết nè, tổng thể ở trên đó này. Mới luôn nha, xe mới vậy nè, không có chạy nhiều đâu, con này anh em mua về cũng đỡ tiền.
Rồi nha. À, video tới đây thì em cũng xin kết thúc. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em ha. Chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ ha, tràn đầy hạnh phúc nha anh em. Anh em xem video thấy có hay, anh em cho em một like để khích lệ tinh thần em nha. Rồi em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều.